Hello anh em, chào anh em đến với kênh của mình em nhá. Như anh em biết đấy là con game Hit Club và là con game con của con game Gotham 8 các bạn. Hiện tại thì để mà nói về cái lượng và chạy ADS ở trên YouTube ấy, với lại là ở trên gì nhỉ? Cái gì mà Google anh em ạ, mình giờ mà search con Gotham 8 ấy thì nó ra rất là nhiều kết quả luôn anh em ạ. Nhưng mà không hiểu sao hoặc là tải những con Gotham 8 ấy về và đăng nhập cái tài khoản cũ của mình ấy là nó không được, nhưng mà hầu hết những kiểu đa phần lần giờ nó game fake rất là nhiều luôn anh em ạ. Kiểu gọi là 10 con game ấy thì là 9 con game là nó fake con Gotham 8 rồi. Nó không giống ở những cái gọi là những con Gotham 8 hồi xưa ấy, mình vào đăng nhập cái tài khoản cũ nó không được em ạ. Nên là mình cũng thôi cũng lo lắng, mình sợ là đã lại tạo tạo cái tài khoản mới chơi xong rồi bây giờ là ăn thì không rút được, nào vào cũng không rút được. Nên là thôi mình sẽ chơi game 68 cái bài nhá. Nay thì mình nạp căng một tí, nạp 50M. Được cái con này nạp nhanh, với lại là cầu kèo thì nó cũng dễ bắt chứ không phải là khó khăn gì đâu anh em ơi. Rồi anh em mình vào cầu chơi luôn nhá. Nay thì mục tiêu mình chỉ cần chốt được tầm khoảng 20 củ thôi là cũng ok lắm rồi, không cần quá tham đâu anh em nhá. Mới vào thì nhìn qua sơ qua cái cầu thì mình thấy là nó đang chạy nó khá là gọi là cầu ngắn, nó chưa có cái dấu hiệu của cầu dài đâu ra ấy. Rồi thì ván đầu tiên thì mình có thể là mình sẽ vào em xỉu tầm khoảng 5 mét trước đang em nhé. Ván đầu thôi, ván đầu thì làm nhẹ nhàng thôi anh em, chứ không đừng có đánh to làm gì đúng không? Đây 5M em nhé. Thường thường thì mình nghĩ là cái kiểu cầu này nó sẽ bị gãy ở em xỉu ván này, xong rồi nó vẫn tiếp tục ra theo kiểu gọi là một một xỉu hai tài. Thì đấy là cái phân tích và cái suy luận của mình thôi. Còn để mà xác thực được ấy, thì anh em mình phải bà đánh mà biết được đúng không? Ok, thì trước hết thì chúng ta đúng được một ván cái đã này, xong thì ván tiếp theo đúng hay sai chúng ta sẽ nghĩ tiếp nhỉ anh em nhờ. Rồi để ý này, nó đang lãi 5 củ này, ván này mình vào tài đúng không? Ván này mình vào tài xong rồi mình sẽ có nên vào tài không anh em nhờ? Theo anh em thì cái cầu này nó sẽ đi đi theo cái dạng như nào? Mình thì mình nghĩ là nó sẽ đi theo kiểu gọi là 212 đấy, nhưng mà không biết nó có ổn không rồi này. Thôi thì đành 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 rằng mình không 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 có hướng đi đây, nhưng mà đây thì mình đang có một cái hướng ở trong đầu rồi nên mình sẽ theo luôn anh em ạ. Thì đánh thì chúng ta phải gọi là lúc nào cũng thế đúng không, đúng không? Phân tích cái đường cầu và làm như thế nào đấy để mà nó kiểu ok nhất có thể. Một là chúng ta kiểu chơi theo cái xu hướng gọi là hên xui, hai là anh em mình bắt cầu cho nó chuẩn tí thì anh em mình chơi nó sẽ gọi là nó khoa học hơn, chứ mà chơi theo kiểu hên xui thì nó cũng đúng là phản khoa học thật. Lúc đỏ thì anh em mình ăn to, còn lúc đen thì anh em mình gọi là rểu rạo thua nhiều lắm anh em ạ. Ok này, thấy chưa, chuẩn rồi, như thế là chuẩn rồi anh em ạ. Bắt được tầm khoảng là hai tay nữa đúng không, làm thêm hai tay nữa là mình chốt được tầm khoảng là 20 củ là mình nghỉ thôi đúng không? Chơi thì nó cũng chỉ cần đặt ra mục tiêu và ăn được rồi là nghỉ thôi, chứ đừng có kiểu quá là cố. Thường thì nhiều anh em kiểu chơi cứ thấy kiểu game nó ok quá xong rồi cố, càng cố thì càng càng vỡ anh em ạ. Chốt nên chốt nhá, nếu mà ăn được số tiền mình mong muốn thì nên chốt cho nó an toàn anh em ạ. Tiền nó vào túi vào tài khoản của mình rồi thì nó mới gọi là tiền anh em ơi, nhưng mà tiền mà đang ở trong game thì anh em mình chưa giải quyết được một vấn đề gì là đâu nhá anh em nhá. Nên là cứ cứ bình tĩnh thôi, cứ từ từ thôi anh em nhá. Chứ nhiều ông thì kiểu gọi là cũng tham ăn được rồi không nghỉ. Ván này mình sẽ vào em tài nhưng mà vào nhẹ thôi, hai củ rồi anh em nhá, hai củ bảy này đấy. Mình sẽ đi đi bây giờ mình sẽ đi tiền cực kỳ nhỏ để cho nó kiểu vừa bảo vệ cái số tiền của mình đã vừa kiếm được, vừa kiểu gọi là soi cầu xem cầu nó chạy cái kiểu cái hướng gì để chúng ta nó dễ bắt, nó dễ xử lý hơn anh em ạ. Ok, ván này nó gãy này, nghĩa là nó sẽ đi khả năng cao nó sẽ đi theo kiểu một một nha. Cái cầu một một này thì anh em biết đấy, nó cực kỳ phổ biến ở tất cả mọi con game luôn, tất cả mọi con game luôn nhá, chứ không phải là mỗi con game trong cái bài này đâu. Cho dù anh em chơi những game khác thì nó vẫn đã có cái cầu 1-1 thôi anh em nhá. Anh em để mình đợi một tí xíu để mình coi là có ra nên đánh 1-1 không nhỉ? Để mình xem cầu bên này, nếu mà nó ok hơn thì mình sẽ đánh một tay bên này anh em nhá. Ui, cầu bên này cũng cũng ngắn quá, cầu bên này cũng ngắn quá anh em ạ. Nên là thôi mình sẽ làm bên tay này một tay đi nhá. Mình sẽ làm tay không bằng 7 củ anh em ạ. Cái tay 7 củ này thì nó thật anh em là cũng hơi hơi to tí, đúng là hơi to này. Với lại là thứ hai là mình cũng đang phân vân đây này.
đang phân vân là mình đánh cái này thì nó quá là có quá là mảnh tay không. Thì hiện tại cái số về đặt ở bên tài là nó lên đến 2 tỷ mấy, ở bên bên xỉu thì nó cũng khá là ngắn đấy các bạn. Ok luôn, may thật sự anh em ạ. Cứ tưởng là lo lắng, mình cứ lo lắng nó sẽ không về cầu 1-1 cơ. Nhưng mà ai ngờ đâu, cầu nó đẹp thật đấy các bạn. Đấy, nhiều lúc mày chết là chết cho đấy đấy. Cứ nghĩ là ồ, không thể nào nó về 1-1 được. Nhưng mà ai ngờ đâu, cầu ấy nó đẹp như mộng mơ như thế chứ. Ảo ma Canada như thế đấy anh em ạ. Đợi mình xíu nhá, để mình sẽ nghĩ không không nói chung thì ván này nó không cần nghĩ nữa, vì cầu nó đã rõ ràng như thế rồi. Mình chỉ vào cần cần vào nhẹ nhàng nữa thôi ấy. Mình sẽ vào tầm khoảng 2 cục 6 thôi, chứ không không cần phải vào quá là mạnh tay đâu. Thường thường thì nhiều 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 lần là mình kiểu muốn đánh to để chốt cho nó sớm anh em, nhưng mà làm như thế thì nó lại trái 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 ngược lại với cái suy nghĩ và cái gọi là cái cách thức chốt lãi anh em ạ. Thường thường thì đánh nhỏ ấy, càng càng đánh nhỏ càng đánh lâu thì nó lại rút đúc cốt cho mình một cái kinh nghiệm là gọi là cái bản lĩnh của chúng ta nó tăng cao lên, với là cái suy luận cầu chúng ta nó càng ngày càng đi lên anh em ạ. Chứ chứ mà anh em mình chơi mà theo cái kiểu là cứ cứ đánh to xong rồi được ăn cả ngã về không như thế thì càng ngày làm chúng ta nó kiểu bị có cái suy nghĩ là đằng nào thì cũng thua đúng không, đằng nào cũng thua, thà đánh to một phát xong rồi ăn ăn không ăn thì thôi. Thì như thế thì kiểu xem nhẹ cái đồng tiền quá anh em ạ, xem nhẹ cái đồng tiền quá, sắp chốt được lãi rồi ấy. Làm thêm vài phát nữa là cũng ok phết rồi, và làm 4 cụ này. Từ từ mình cũng đang nghĩ đang lo ván này cũng làm 2 cụ thôi, làm nhẹ thôi, chia chia nhỏ cái tiền mình ra mới là cái cách đánh nó thông minh anh em ạ. Chứ không phải là những cái tay cuối chúng ta đánh căng, những cái tay cuối là những cái tay chúng ta cần phải đánh nhỏ anh em ạ, cực kỳ là cần đánh nhỏ luôn, để thứ nhất là cho nó bảo toàn cái vốn, lỡ đâu có thua thì ván sau chúng ta làm lại. Còn mà những cái ván đầu chúng ta đã đánh căng tay rồi thì những cái ván sau thì khó mà có thể đánh nhỏ được anh em ạ, nó quen tay rồi mà. Ok đây, vẫn vẫn chảy rất là ổn này anh em này, đấy cầu chảy vẫn rất là ổn luôn đấy, cách chỉ tiêu có 1 củ nữa thôi. Đấy, ok chưa? Hôm nay coi như là rực rỡ luôn nhá, chúc 20 củ luôn anh em nhá. Đấy, quá là phê luôn anh em ạ. Chơi thì cứ cứ gặp đúng cầu đẹp là anh em mình cứ lên thôi, chứ đâu phải là chúng ta cần phải làm những cái điều nó phi thường đâu, đúng không? Nãy giờ là mình hình như chưa chưa gãy tay nào anh em nhỉ? Để biết ở hình như gãy một tay rồi anh em ạ. Mình sẽ vào bên em xỉu này. Xỉu quần này là 1 lốc 6 đi nhá, 1 lốc 6. Cứ từ từ thôi, vào đều tay là anh em mình có lãi liền à. Mình chỉ sợ là lúc mà anh em mình sắp chốt được lãi rồi, anh em mình không không nghỉ thôi, chứ không, mình không sợ cái việc mà anh em mình chốt được lãi to. Cái việc chốt được lãi to trong mấy con game này nó dễ lắm. Còn mà kiểu gọi là anh em mình chốt lãi rồi mà sau anh em mình cứ cứ kiểu vẫn cứ cơ chơi tiếp ấy, chứ không nghỉ ấy, thì đấy mới là một cái điều cần phải lo lắng anh em ạ. Thôi con này mình sẽ nó cầu nó chạy được 6 tay rồi, tay này tay thứ 7, khả năng cao nó vẫn chưa gãy đâu anh em ạ, khả năng cao nó vẫn chưa gãy đâu, vì là cầu ở bên này nó chạy khá là dài anh em ơi. Ok chưa? Rồi hôm nay mẹ một ngày gọi là cũng bình thường, ở trong những cái ngày bình thường đâu mà, nhưng mà chốt được 20 củ quá là phê luôn, cầu kèo nó đẹp vãi chưởng anh em ạ. Ok bye bye mọi người nhá, hôm nay mình chốt như này thì mình nghỉ thôi, anh em nào muốn chốt lãi tiếp thì anh em cứ vào mà chơi thôi nhá, mình như này là quá đủ rồi anh em ạ. Ok bye bye.